Ok, và xin chào tất cả những người trở lại với channel của mình. Thì sau clip ngày hôm qua, mình có lên một cái video về việc săn lùng Casemiro. Và cũng rất may mắn là 1.200 coin thì đến đúng lượt cuối cùng Casemiro đã về với đội của mình. Và một fan MU như mình thì rõ ràng việc ra Casemiro thì nó là một cái gì đấy nó cực kỳ là vui luôn. Khi mà từ trước giờ những cái loại thẻ Casemiro mình đều bỏ qua, thành ra là cái thẻ này thì chắc là mình sẽ không bỏ qua nữa đâu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi cùng trải nghiệm con hàng Casemiro, một trong những phiên bản trước đây khi mà chưa ra loại thẻ này thì những loại thẻ khác đã làm mưa làm gió ở vị trí tuyến giữa rồi, một ông trùm của gọi là vị trí tiền vệ phòng ngự. Và style của Casemiro đó là Aquaman, một cái style Aquaman thì dịch ra nó là mỏ neo đấy, dịch ra là mỏ neo, nhưng mà chúng ta tạm hiểu đây là một tiền vệ phòng ngự có xiên hướng gọi là đứng thấp nhất trong hàng tiền vệ luôn, với vị trí là bọc lót và đánh chặn các kiểu, nói chung là thiên về thủ rất nhiều. Ở đây AI của Casemiro chúng ta có Longbone Xepers với để Long Ranger rút xa này. Longbone là hình như là phát bóng dài à, đúng không, mình không nhầm được như vậy. Ok, chỉ số hôm qua anh em đã, nếu anh em xem clip hôm qua thì anh em đã biết rồi, nay mình sẽ sơ lược qua một chút. Nhớ tới tấn công 63, cái này không quan trọng lắm, kiểm soát bóng 77 này, rê bóng 68, giữ bóng 72, truyền thấp 79 và truyền bóng 78. Nói chung chỉ số truyền như này là ổn, anh em nâng lên 8x cũng được. Dứt điểm có 59 thôi. Nói chung dứt điểm với Casemiro thì nó là tí vào trận chúng ta mới biết được. Đánh đầu 77 này. Đây, cái đáng quý nhất của Casemiro đây, so với bản bay đó là cái khả năng phòng ngự được cải thiện rất nhiều. Nhận thức phòng thủ 90, thanh kinh soạt bóng là 96 này, hiếu chiến 96, tham gia phòng ngự 95. Anh em hoàn toàn có thể nâng những cái chỉ số này lên 97, 98, 99 tùy anh em nhé. Nhưng mà chúng ta phải hy sinh những cái điểm khác, mình nên nâng auto nó sẽ đồng đều hơn. Chúng ta có tốc độ 72 thôi, cũng bình thường thôi. Lực sút 86 tốt, bật nhảy 83, tì đè 87 tốt luôn, thăng bằng 67 về thể lực 89. Nói chung mình hài lòng với cái cách nâng auto như này. Auto là một cái phương án nó hợp lý, chỉ số này là ok. Tần suất sử dụng chân không thuận gần như không bao giờ, độ chính xác chân không thuận bình thường, càng chân thương vững vàng và form phong độ vững vàng, càng chân thương bình thường. Chúng ta có skill này, hitting đánh đầu, nó lên xuất tinh sút xa, quyết tự phát đường truyền điểm rơi này, máy making kèm người interception đánh chặn blocker là búp cho khả năng gọi là cản phá bóng ở những tình huống xoạc bóng để chắn cú sút đấy. Area superiority là ưu thế trên không. Sliding Taker, cái này là gì ta? Cái này hình như cũng là, cái này là để soạt bóng thì phải. Sliding Taker đúng rồi, soạt bóng. Acrobatic Clear, phá bóng tiêu trong tư thế khó này. Fighting Spirit, tinh thần. Ok, chúng ta có một cái bộ chỉ số phòng ngự nó quá nét luôn, gần như chỉ số phòng ngự nào thiếu mỗi cái The Fall Chết của Showtime thôi, còn lại là gần như là đủ rồi. Ok, bây giờ ta đến với thực chiến của Casemiro thôi. Rồi, trận đấu đầu tiên thì mình sẽ test Casemiro ở vị trí DMF trong cái sơ đồ của team MU luôn. Mình fan MU và mình có đủ các cầu thủ MU luôn. Đó, Casemiro. Còn trận thứ hai thì mình sẽ test Casemiro với 11 ông còn lại và mình quay ở cái bóc Vol 2 lần này. Với Casemiro thì rõ ràng là ngay từ bản base thôi, Casemiro đã đá rất khét rồi. Nói gì đến những cái bản nâng cấp kiểu như thế này. Bản này chỉ số phòng ngự nó đã cao hơn rất nhiều luôn. Thành ra mình nghĩ là nó sẽ cứng đét hơn. Với anh em chơi Casemiro thì anh em sẽ chơi kiểu như thế nào? Nói chung là KC thì là một phiên bản khá là dễ. Anthony, phá cửa lòng đầu tiên. Rồi, hình như là mình có cảm giác là sau cái hôm thứ năm vừa rồi, chính xác hơn là sau hôm thứ hai vừa rồi, cửa lòng nó dễ vào hơn rồi anh em ạ. Này, Casemiro phát bóng này. Ui trời ơi, anh em thấy chưa? Đây là cái gọi là lợi thế của skill quyết tự phát đường truyền điểm rơi, tình huống mà bóng rơi nó rất chuẩn luôn. Rồi, nói chung Casemiro là một tiền vệ phòng ngự, thành ra là những tình huống phòng ngự nó sẽ không có quá nhiều highlight. Nói chung là tí hết trận chúng ta xem số điểm của Casemiro là sẽ biết Casemiro chơi tốt đến đâu. Một tiền vệ phòng ngự thường sẽ rơi vào tầm 6 đến 7 điểm là quá hợp lý rồi. Ơi, Casemiro chui lên đánh đầu, tình huống chui lên rất nhanh của Casemiro. Miro nó có một tình huống thoát đi, không khác gì một tiền vệ công. Tình huống này thì mình cũng đã kéo pass and move. Casemiro chạy lên. Ui trời ơi ngọt. Với một Achomen, với một tiền vệ mỏ neo như Casemiro thì thiên hướng đứng, cái vị trí đứng của Casemiro sẽ là gần sát với các hậu vệ anh em nhé.
gần sát với các trung vệ, chính xác hơn là gần sát với các trung vệ để gọi là sẵn sàng phòng ngự bất cứ lúc nào. Nhưng mà KC có một cái nó rất hay ở cái là kiểu cực kỳ chiến luôn, mà trong game mình cảm giác ông Casemiro vào bóng nó chính xác lắm. Đánh đầu, ui tí chết. Kostic này được bạn chơi tạt, ui rất khó chịu, thôi liệu rất khó chịu luôn. Một tình huống đội bạn có vẻ như định sút thẳng, ui thế chịu. Ốt ui rất chủ động trong tình huống cướp bóng, chính xác hơn đấy là tình huống 50-50 tranh bóng này. Bên kia chúng ta có Bruno. Đội bạn ấy giờ giạt cánh hơi nhiều, thành ra là KC chưa có nhiều tình huống phát huy tối đa cái khả năng đánh chặn của mình. Đội bạn đưa bóng ra biên rất nhiều luôn, tốt luôn, trời ơi cái chân nó quá nhanh. Ui rồi, hiệp thứ hai thì KC ở vị trí CMF ở trong sơ đồ 4-4-2. Cái vị trí này thì cũng là một vị trí hay của Casemiro, khi mà anh được chơi cao hơn một chút, CMF anh được chơi cao hơn một chút, đánh chặn nó sẽ chủ động hơn. Còn ở vị trí DMF thì KC sẽ là kiểu thiên về bọc lót cho đồng đội ở những cái khâu đánh chặn cuối cùng ấy, còn CM sẽ là chủ động hơn. Casemiro, ui Miro thì đi bóng nó không mượt lắm, thành là đi mấy quả đấy thì dễ mất hơn. Tốt Miro này, Miro cảm giác truyền 8x nhưng mà truyền khét lắm anh em ạ. Mình có cảm giác truyền cực kỳ tốt luôn, chắc chân cực kỳ luôn đấy, cả sút xa nữa. Casemiro sút xa cực hay. Nói chung đấy những cái phiên bản trước thôi, còn phiên bản này thì mình thấy cũng đánh giá là một phiên bản sút xa được. Mình đã test thử mấy trận trước thì sút có một tình huống, có vài tình huống siêu phẩm anh em ạ. Nhưng tiếc là những trận đấu đấy thì mạng nó kém giật, xong rồi là có những trận mà kiểu không có nhiều cơ hội ấy, thành ra mình không up lên. Casemiro, ui lực sút 86 nhưng mà băm quả nào quả đấy nét cứng luôn, rất nét đến từ vị trí của Miro. Bạn cảm giác Casemiro ngoài đời đá cũng nét cơ, đá rất điềm tĩnh, trong game cũng thế. Nói chung cái bản này là một cái phiên bản mà so với những phiên bản khác thì mình không rõ, bởi vì là mình chơi quá nhiều bản rồi, mình không thể nhớ được bản nào hay bản nào dở nữa, thành ra là đánh đầu. Với một cái phiên bản nói cá nhân cái phiên bản này thì đây là một phiên bản khá ổn đến cái thời điểm này mình đang chơi. Rồi nói chung trận đấu đầu tiên thì để xem Casemiro mấy điểm rồi, mình nhớ là có một kiến tạo thì vậy, không có thêm vài ba tình huống đánh chặn nữa, khá là ổn. Ui 7.0 cao hơn Anthony luôn, trận này mình tưởng Anthony về MVP chứ, mà Marcus Rashford bên MVP. Rồi trận thứ hai thì mình sẽ đá trong cái sơ đồ mà 12 ông ấy, 1200 coin mình quay ra 12 ông, mình cho cặp hết vào trong cái đội này, mình nâng mỗi Casemiro thôi. Còn lại vài ba vị trí thì mình bù thêm cho Cancelo, David De Gea, Ri đấy. Đá 4-3-1-2 anh em nhá, đá 4-3-1-2. Trận này chúng ta có Gnabry. Trời ơi cái đầu vàng, đầu rất nhiều tóc, ít tóc đi được vào đấy, phải mâu hói như kiểu là cô lơ 2m đi, bóng bay mới nhanh được. Trời ơi nhiều tóc quá, cản hết cả đường bóng. Dê sút, chui rồi rồi, sút tết thì chịu. Đây anh em nhìn này, Fofana này. Nói chung trận thứ hai này mình sẽ không nói nhiều về Casemiro nữa. Casemiro thì đá rất hay rồi. Mình sẽ nói qua cảm nhận một chút về những ông còn lại ở cái bóc này mình quay ra anh em nhá. Hiện tại thì mình đang thấy là có ông Pellegrini AMF là khá ổn này, ông CM Fofana cũng rất hay này, và cả Goretzka nữa. Nhiều anh em bảo Goretzka bản này không hay bằng bản trước, nhưng mà nếu như anh em chưa có bản trước, nó sẽ là một cái phiên bản vẫn rất hay. Gnabry đánh đầu như xịt. Bên này chúng ta có Fofana và đường vào, ui tạt hơi dở, ông này chắc chỉ để phòng ngự thôi. Trận này chúng ta có Casemiro, chúng ta có Fofana, thế thì thủ rất cứng rồi, lại còn Goretzka nữa. Này Pellegrini rất hay luôn. Gnabry không đánh đầu được thì sút đi, nhưng mà cũng có sút được đâu. Đội bạn lại đá cánh, những cái trận nào mình làm video về mấy ông giữa, kiểu gì đội bạn cũng đá cánh nhiều, mà những cái trận nào mà làm về mấy ông cánh đội bạn lại tấn công giữa nhiều, thế mới đau chứ. Gnabry, trời ơi cái đầu vàng.
Ôi rồi ôi, nhiều tóc quá trời ơi, rút kinh nghiệm. Anh em nào mà chơi tạt cánh đầu đừng có chọn mấy ông nhiều tóc như ông này. Nói thế thôi Grabri làm sao đánh đầu được. Đánh quả nào, ui chết 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 chết. Đánh quả nào ra ngoài quả đấy, sợ thật. Toàn những quả cận thành thì chết chứ. Nhìn chung cái bóc này ổn đấy anh em, nhìn chung cái bóc này ok đấy. Có điều là mấy ông này mình chưa nâng hết, thành ra đá nó chưa phát huy tối đa thôi. Còn Casemiro thì rất hay rồi. Casemiro bản này cảm giác lại trùm tiền vệ phòng ngự luôn đấy. À mà đúng thật, trong game thì ngoài Big Time, ngoài Epic thì những ông mà đang gọi là đương đại thì Casemiro được trùm kiểu tiền vệ phòng ngự luôn rồi. Chắc khỏe, truyền tốt, công cũng hay, thỉnh thoảng sút xa dễ kiếm siêu phẩm. Tốt. Grabri chạy đường chuyền tốt của vị trí của Fofana. Thôi Grabri không rút nữa, bên này chúng ta có Goretzka. Ông không tin tưởng ông Grabri tí nào. Đánh đầu trượt rồi, bây giờ thì thôi, khỏi sút. Goretzka bản này cũng là một phiên bản rất hay luôn. Chung là cái vô nai lần này thì đa số là những cầu thủ chơi ổn. Đa số là chơi ổn. Anh em nào săn thì cũng được, mà có những cái bản khác rồi thì cũng không cần săn cũng được. Casemiro à, trời ơi, lên được bóng người đồng đội làm gì nữa. Tốt, trời ơi, anh em thấy đánh chặn nó tự tin chưa? Đánh chặn rất kịp thời luôn. Ui, quá thoáng này. Grabri này, thôi lấy công chuộc tội đi. Lấy công chuộc tội đi, không vào. Đến như tê rồi mà vẫn còn cột. Trong một tình huống mà gần như không có bất cứ một cái sự va chạm, sự ngăn cản nào, Grabri vẫn sút cột được. Đến a ông luôn đấy. Chạy chỗ hay rồi, thoát đi hay rồi. Đây, chạy thì vẫn rất hay này. Chạy chỗ di chuyển vẫn rất ok. Chào Cancelo, bên này chúng ta có Goretzka. Không có bàn thắng thứ hai. Zinchenko, Casemiro. Casemiro không đến được vị trí của Casemiro. Phút cuối rồi. Nói chung là cảm nhận của mình về cái bóc lần này, nó là một cái bóc ổn. Anh em nào mà săn không ra cầu thủ ưng ý và ra những cầu thủ khác thì vẫn là những cái cá nhân mình thấy nó ok. Đấy, anh em là chưa có coi để săn thì liên hệ mình qua fanpage, mình để link ở phần mô tả và phần top comment. Comment đã ghi mấy anh em. Đấy, inbox mình và mình sẽ báo giá anh em thấy ưng thì nào, và không ưng thì thôi. Rất là thoải mái như vậy. Uy tín thì khỏi nói luôn nha anh em. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.